Ung thư cổ tử cung đang là một trong những căn bệnh nguy hiểm và đang là nỗi ám ảnh của rất là nhiều chị em phụ nữ. Vậy giải pháp nào cho chị em phụ nữ khi mắc phải căn bệnh này? Bạn Thu Hà ở Hà Nội có hỏi, mẹ mình bị ung thư nội mạc tử cung, đã phẫu thuật cắt tử cung được 3 năm. Đến nay thì phát hiện khối u ở vùng xương chậu, gây chèn ép, làm đau thắt lưng, đau toàn bộ vùng xương chậu và chân trái. Theo bác sĩ điều trị thì khối u này không phẫu thuật được và sẽ làm cho bà bị đau, dẫn đến không đi được, phải nằm một chỗ. Hiện tại thì bà đi lại rất khó khăn và đau tăng lên, đã dùng liều morphine dạng uống và bị phù nề. Thỉnh thoảng thì bị chảy máu âm đạo, cơ thể mệt mỏi và ăn ít, ngủ ít vì đau. Liệu mẹ mình có thể kết hợp các loại thảo dược với nhau có được hay không và cách dùng như thế nào? Xin tư vấn cho mình biết. Chào bạn, mẹ bạn đang bị ung thư cổ tử cung. Hiện nay thì có cây thuốc là xạ đen, bán chi liên, bạch hoa xà thiệt thảo và cây trinh nữ hoàng cung là những vị thuốc rất là tốt cho bệnh của mẹ bạn. Bạn hãy tham khảo các vị thuốc trên để lấy thuốc cho bà uống bạn nhé. Riêng xạ đen ngoài tác dụng hỗ trợ cho việc điều trị ung thư thì xạ đen còn có tác dụng giảm đau, cầm máu, rất là tốt cho những bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Bạn hãy kết hợp sắc các vị thuốc trên với liều lượng là cây xạ đen 50g, cây bán chi liên 15g, cây bạch hoa xà thiệt thảo 30g và cây trinh nữ hoàng cung 10g. Các vị thuốc trên đem sắc với 1 lít nước, sắc cạn còn khoảng 700ml nước và chia làm 3-4 lần cho bệnh nhân uống thay nước trong ngày. Bệnh nhân kiên trì sử dụng bài thuốc trên trong khoảng thời gian 1 tháng thì sẽ có chuyển biến tích cực. Một số thông tin tôi xin phép được chia sẻ đến với bạn. Thân chào ạ.